dò tin Israel chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ và Israel nổi giận đáp trả lập tức lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu của ICC. Ông Putin cảnh báo trả đũa các nước cấp vũ khí cho Ukraine tấn công Nga. Nga liệt cơ sở quân sự Mỹ ở Ba Lan vào danh sách tấn công ưu tiên. Ông Kim Jong-un cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tàn khốc. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 22 tháng 11, cổng tin tức Wala của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết giới chức Israel đã đạt được sự đồng thuận ở mọi cấp độ trong hệ thống an ninh và bộ máy chính trị về việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo báo cáo, Israel cũng được cho là đã có đủ năng lực về công nghệ để tiến hành cuộc tấn công này. Nguồn tin nhấn mạnh Israel sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nguồn tin cho biết thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran chỉ có tác dụng răn đe và không nhằm mục đích xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran. Tuần trước, cổng tin tức ASIUS đưa tin cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi cuối tháng 10 vừa qua đã phá hủy một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân tuyệt mật đang hoạt động trong khu phức hợp quân sự Pachin và ảnh hưởng đến khả năng nối lại việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân của nước này. Theo ASIUS, vụ không kích đã phá hủy các thiết bị tinh vi được sử dụng để thiết kế thuốc nổ bao quanh uranium trong thiết bị hạt nhân tại cơ sở Talegan 2, gây tổn hại đáng kể đến nỗ lực khôi phục nghiên cứu vũ khí nguyên tử của Iran. Hai quan chức Israel nói sự cố sẽ khiến Iran khó phát triển thiết bị nổ hạt nhân hơn nhiều. Họ giải thích Tehran cần phải thay thế các thiết bị đã bị hủy hoại nếu muốn sản xuất vũ khí hạt nhân, và nếu Iran cố gắng làm việc đó, nước này sẽ dễ dàng bị bên ngoài phát hiện và theo dõi. Talehan 2 nằm trong danh sách mục tiêu không kích của các lực lượng Tel Aviv hồi tháng trước và các hình ảnh vệ tinh đã cho thấy điều đó. Cơ sở này được xác định là địa điểm thực hiện chương trình hạt nhân trước đó của Iran, chính thức bị đóng cửa vào năm 2003. Tình báo Mỹ và Israel bắt đầu phát hiện hoạt động mới tại Talehan 2 vào đầu năm nay, bao gồm việc mô hình hóa bằng máy tính, luyện kim và nghiên cứu về chất nổ, có thể liên quan đến việc tạo ra thiết bị hạt nhân. Thông tin này đã thúc đẩy Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ thay đổi đánh giá chính thức về chương trình hạt nhân của Iran vào tháng 8 năm nay. Ngoài Talehan 2, Israel được ghi nhận không nhắm vào các địa điểm hạt nhân khác của Iran trong đợt không kích ngày 26 tháng 10. Mỹ đã hối thúc Israel kiềm chế, không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để tránh leo thang xung đột với quốc gia Hồi giáo. Theo các nguồn tạo tin, Israel tạo ngoại lệ với Talehan 2 vì địa điểm này không thuộc chương trình hạt nhân do Iran công khai. Giới quan sát lưu ý, nếu Iran xác nhận ảnh hưởng lớn từ vụ không kích của Israel, điều đó cũng tương đương họ thừa nhận phạm vi hiệp ước không phổ biến vũ khí nguyên tử. Ngày 21 tháng 11, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tại The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Mỹ và Israel, làm gia tăng căng thẳng quốc tế trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Cụ thể, Mỹ đã tuyên bố về cơ bản bác bỏ lệnh bắt giữ này. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chỉ trích ICC đã vội vàng trong quá trình điều tra, đồng thời khẳng định tòa án không có thẩm quyền pháp lý để can thiệp vào các vấn đề này. Trong khi đó, phía Israel đã đưa ra những phản ứng gay gắt hơn, cáo buộc ICC là bài Do Thái và chọn phe cực đoan thay vì dân chủ và tự do. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã gọi quyết định của ICC là vô lý và lên án rằng tòa án đã biến hệ thống tư pháp thành lá chắn sống cho các tội ác của Hamas. Ông nhấn mạnh lệnh bắt giữ này chế giễu những giá trị công lý mà thế giới đã đấu tranh để bảo vệ từ sau Thế chiến thứ hai. Các quan chức cấp cao của Israel đã có những phản ứng gay gắt. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir khẳng định rằng ICC hoàn toàn thể hiện bản chất bài Do Thái, đồng thời kêu gọi Israel tăng cường kiểm soát chủ quyền tại các khu vực bờ Tây và Judah, cũng như siết chặt các biện pháp đối với chính quyền Palestine. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana chỉ trích ICC vì biến nhiệm vụ tư pháp thành một công cụ chính trị, phục vụ cho những kẻ muốn tước đi quyền tự vệ chính đáng của Israel. Cùng ngày, ICC cũng ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Mohammed Deif, một chỉ huy quân sự của Hamas, vì bị cáo buộc phạm tội ác xung đột. Tuy nhiên, Israel tuyên bố rằng nhân vật này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích trước đó. Các cáo buộc đối với ông Netanyahu xung quanh việc sử dụng nạn đói như một công cụ xung đột tại Gaza, tước đoạt các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, nước uống, thuốc men của dân thường. ICC xem đây là một phần trong cuộc điều tra toàn diện hơn, bao gồm các hành vi cáo buộc của Hamas trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo các chuyên gia, lệnh bắt giữ này khiến ông Netanyahu và ông Gallant bị coi là tội phạm, lần đầu tiên nhằm vào các nhà lãnh đạo của một quốc gia đồng minh phương Tây. Tuyên bố của ICC đặt ra những thách thức lớn đối với cả hai nhân vật này.
vì 124 quốc gia thành viên của ICC hiện có nhiệm vụ bắt giữ và dẫn độ họ ra xét xử nếu họ đặt chân lên lãnh thổ của những quốc gia này. Danh sách các quốc gia bao gồm một số đồng minh thân cận nhất của Israel ở phương Tây, những nước đã cung cấp vũ khí và bảo vệ ngoại giao để Israel tiến hành các hành vi bạo lực chống lại người Palestine như Anh, Canada, Australia, Đức, Pháp, Bỉ, Italy, Hà Lan và Na Uy. Các quốc gia châu Âu khác như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Croatia, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary, Bồ Đào Nha và Ba Lan cũng thuộc diện này. Một số quốc gia lớn khác ký quy chế Rome bao gồm Hy Lạp, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, Nigeria, Mexico, Kenya, Colombia và Brazil. Ngoại lệ đáng chú ý là Mỹ, quốc gia đã rút khỏi quy chế Rome năm 2002 và không có nghĩa vụ pháp lý phải hành động chống lại ông Netanyahu và ông Galan. Tuy nhiên, ICC nhấn mạnh rằng, dù các quốc gia không phải thành viên không có nghĩa vụ pháp lý, nhưng họ vẫn được khuyến khích thực thi các lệnh bắt giữ vì tòa án không có cơ chế thực thi trực tiếp. Giáo sư luật G.H. Kem nhận định, quyết định của ICC là đáng chú ý trên nhiều khía cạnh và gây áp lực lớn lên các quốc gia đã ủng hộ Israel bất chấp sự chỉ trích quốc tế, ông Kem nói. Quyết định này tái khẳng định ICC có thẩm quyền xét xử các tình huống tại Palestine, bác bỏ các thách thức của Israel, đồng thời đưa ra các quan sát quan trọng về bản chất của cuộc xung đột, như việc áp dụng luật nhân đạo quốc tế. Nó cũng nhấn mạnh sức nặng của các bằng chứng. Quan trọng hơn, ICC khẳng định vị trí chính thức của một cá nhân không phải là rào cản cho việc thực thi lệnh bắt giữ hoặc xét xử tại tòa, kể cả các quan chức cấp cao như Thủ tướng Israel. Ông Kem nhấn mạnh, tương tự như trường hợp của cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và Tổng thống Nga Vladimir Putin, lệnh bắt giữ này sẽ tạo ra thách thức lớn về ngoại giao và chính trị đối với các quốc gia thành viên ICC, đặc biệt là ở phương Tây như Đức và Anh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các quốc gia thành viên ICC thường gặp khó khăn chính trị trong việc tuân thủ nghĩa vụ, như từng thấy ở Nam Phi và Jordan, không bắt giữ ông al-Bashir, hay gần đây là Mông Cổ, không bắt giữ Tổng thống Putin. Ông dự đoán các quốc gia châu Âu và các đồng minh truyền thống của Israel sẽ sớm chịu áp lực lớn để đưa ra quan điểm liệu họ có thực thi lệnh bắt giữ này nếu có cơ hội hay không. Trong một diễn biến liên quan, nhiều nước châu Âu đã lên tiếng sẽ tuân thủ phán quyết của ICC. Ngày 21 tháng 11, khi được hỏi về một lệnh bắt giữ của Tòa hình sự quốc tế ICC đối với các quan chức cấp cao của Israel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ tuân thủ mọi phán quyết của các tòa án quốc tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barrady nêu rõ, điều quan trọng là ICC phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thận trọng. Tôi tin tưởng rằng tòa án sẽ tiến hành vụ án dựa trên các tiêu chuẩn xét xử công bằng cao nhất. Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard khẳng định, Thụy Điển và EU ủng hộ công việc quan trọng của tòa án và bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn của tòa án. Bà cho biết thêm, các cơ quan thực thi pháp luật của Thụy Điển quyết định bắt giữ các đối tượng trên lãnh thổ Thụy Điển căn cứ theo phán quyết của ICC. Còn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đánh giá lệnh bắt giữ của ICC là một bước đi đầy hy vọng và cực kỳ quan trọng trong việc đưa các nhà chức trách Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ra trước công lý. Ngoài ra, các nước Hà Lan, Thụy Sĩ, Ireland, Italy và Tây Ban Nha đều khẳng định sẽ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình liên quan đến quy chế Rome và luật pháp quốc tế. Cả Israel và Iran đang dồn nhiều nguồn lực cho cuộc chiến thầm lặng trên mặt trận tình báo khi căng thẳng giữa hai bên ngày càng tăng nhiệt. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, cơ quan an ninh nội địa của Israel Shin Bet tuyên bố đã bắt giữ 7 công dân Israel sống tại Đông Jerusalem vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Iran. Một ngày trước đó, 7 công dân Israel khác ở Haifa cũng đã bị bắt vì bị cáo buộc hỗ trợ Bộ Tình báo Iran trong thời chiến. Các nguồn tin cảnh sát Israel xác nhận nhiều nhóm có liên hệ với Iran đang hoạt động tại nước này. Hồi tháng 9 năm nay, doanh nhân người Israel 73 tuổi, Moti Maman cũng bị Shin Bet và cảnh sát Israel cáo buộc hợp tác với tình báo Iran. Tình báo Israel cáo buộc Maman được đặc vụ Iran ra lệnh tiến hành kế hoạch ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các chính trị gia khác, với số tiền thanh toán trước 1 triệu đô la Mỹ. Lực lượng an ninh Iran cũng đã bắt một số công dân của mình với các cáo buộc hợp tác với cơ quan gián điệp, Mossad của Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra ở Gaza từ tháng 10 năm ngoái. Tháng 12 năm 2023, Iran đã hành quyết 3 người đàn ông và một phụ nữ bị cáo buộc hoạt động cho Mossad tại Iran và thực hiện nhiều hành vi từ phá hoại đến bắt cóc các quan chức an ninh. Hồi tháng 9 năm nay, sau khi Israel thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống liên lạc của Hezbollah, một lực lượng thân Iran đã tuyên bố bắt giữ 12 công dân bị cáo buộc hợp tác với Israel và lên kế hoạch tấn công. Các vụ bắt gián điệp cho thấy sức nóng trong cuộc chiến tình báo giữa Israel và Iran, hai đối thủ không đội trời chung ở Trung Đông,
xuyên suốt hàng thập kỷ qua. Mặc dù các thiết bị điện tử, giám sát và theo dõi mạng xã hội đã trở thành công cụ tình báo quý giá, nhưng thông tin tình báo từ con người vẫn là chìa khóa trong thu thập thông tin, cũng như xác định mục tiêu quân sự. Chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, trụ sở tại Mỹ, ông Sina Tusi cho biết, tình báo con người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa Israel và Iran. Cả hai nước đều tích cực thu thập thông tin tình báo với các hoạt động gián điệp và phản gián nhằm hỗ trợ cho những tính toán chiến lược lớn hơn của họ. Những người Israel bị bắt giữ tại Haifa bị cáo buộc đã thực hiện 600-700 nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo cho Iran trong 2 năm, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu một quan chức cấp cao. Thu thập thông tin về quan chức này có lẽ là để ám sát, tương tự như các vụ Israel ám sát các nhân vật cấp cao như thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Iran hồi tháng 7 năm nay. Ông Tusi nói, Israel dường như đã chứng minh được năng lực tình báo thông qua loạt vụ ám sát và phá hoại, thường được cho là nhờ khả năng thâm nhập sâu rộng của Mossad. Nhưng mặt khác, Iran cũng đã nỗ lực thiết lập mạng lưới tình báo con người tại Israel. Theo nhà phân tích quốc phòng, Hamzeh Atta Israel vốn là một xã hội nhỏ và đồng nhất, từ lâu đã được coi là gần như bất khả xâm phạm đối với các cơ quan tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, sự căng thẳng từ cuộc xung đột hiện tại, sự trỗi dậy của phe cực hữu và những chia rẽ sâu sắc xung quanh cải cách tư pháp năm 2023 do Thủ tướng Benjamin Netanyahu khởi xướng đã làm bật lên những rạn nứt trong xã hội Israel, dẫn đến thay đổi cơ bản. Theo giới phân tích, tình báo Iran đang thâm nhập vào xã hội Israel thông qua những rạn nứt đó. Nhà phân tích Atta chỉ ra rằng, nhóm điều viên đầu tiên bị bắt ở Haifa là người gốc Azerbaijan nhập cư vào Israel từ 10 năm trước, còn nhóm thứ hai được coi là người Israel gốc Ả Rập. Ông nhận định, điều này có ý nghĩa rất lớn, người Israel được dạy từ khi còn nhỏ rằng họ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ những người hàng xóm Ả Rập. Nếu Iran có thể khiến hai nhóm trên làm việc cho mình ở Israel, họ có thể đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Nỗ lực thâm nhập xã hội Israel của Iran chỉ mới được hé lộ gần đây, trong khi từ lâu đã có nhiều thông tin về việc Israel sử dụng tình báo bí mật để đối phó với Iran. Hỗ trợ cho nỗ lực của Israel chính là quy mô khổng lồ của Iran, với dân số lớn hơn Israel khoảng 9,5 lần, cùng những chia rẽ chính trị, xã hội đã tồn tại nhiều năm. Chuyên gia thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Hoàng gia London, ông Aaron Bregman cho biết, Israel từng tuyên bố sẽ tìm cách lật đổ chính quyền Iran từ bên trong. Điều này tác động đến cách họ làm việc. Israel đã có một thời gian dài để lập kế hoạch, tuyển dụng và xây dựng cơ cấu tình báo trong lòng Iran. Trong khi đó, Iran dường như đã đầu tư nhiều hơn vào xây dựng một mạng lưới đồng minh lâu dài, chẳng hạn như Hezbollah ở Liban để cung cấp thông tin tình báo. Các hoạt động tình báo dường như tập trung chủ yếu vào việc tuyển mộ người Palestine làm việc tại Israel, nơi họ thường phải đối mặt với sự kỳ thị hoặc thâm nhập qua mạng xã hội, một hoạt động tương đối ít rủi ro. Hồi tháng 1 năm nay, các nguồn tin tại Israel cho hay tình báo Iran đã tìm cách lợi dụng nỗi giận dữ trong người dân về những thay đổi đối với hệ thống tư pháp, cũng như số phận không rõ ràng của các con tin bị Hamas bắt tới Gaza, để kích động bất đồng chính kiến và thuyết phục người Israel chụp ảnh tài sản của các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, chuyên gia Tusi cho rằng, các hoạt động tình báo của Israel bên trong Iran có vẻ phát triển và mở rộng hơn đáng kể. Ngày 18 tháng 11, Thủ tướng Netanyahu thừa nhận, cuộc tập kích của nước này nhằm vào Iran hồi tháng trước đã vô hiệu hóa 3 tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Iran, gây thiệt hại đáng kể với năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của nước này, cũng như nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Netanyahu nói, đó không còn là bí mật nữa, đã có một cấu thành trong chương trình hạt nhân của họ bị đánh trúng trong cuộc tấn công này. Thủ tướng Israel không nêu rõ cơ sở hạt nhân nào của Iran đã bị tấn công, nhưng nhiều khả năng điều này có sự hỗ trợ rất lớn của thông tin tình báo mà nước này thu thập được từ bên trong lãnh thổ đối phương. Chuyên gia Tusi nói, các vụ ám sát nhà khoa học Iran hay những gương mặt có ảnh hưởng như ông Haniyeh, các vụ phá hoại cơ sở hạt nhân và khả năng đã được chứng minh của Israel khi thực hiện những cuộc tấn công sâu bên trong Iran, đều cho thấy Israel đã xâm nhập hiệu quả vào các lĩnh vực nhạy cảm nhất của Iran như thế nào. Ngày 21 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có quyền tấn công cơ sở quân sự của quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ nhắm vào lãnh thổ Nga. Theo đó, trong bài phát biểu trên truyền hình ngay sau vụ tấn công bằng tên lửa đời mới của Nga vào Ukraine, ông Putin nói,
Chúng tôi sẽ xác định mục tiêu trong các cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với các hệ thống tên lửa mới nhất của chúng tôi dựa trên các mối đe dọa đối với an ninh của Liên bang Nga. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, chúng tôi tin rằng chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí của mình để chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại chúng tôi. Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow luôn ủng hộ giải pháp hòa bình và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề tranh chấp. Mặt khác, ông khẳng định, Nga cũng sẵn sàng cho mọi diễn biến, đừng nghi ngờ điều đó, sẽ luôn có phản hồi. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Nga tấn công mục tiêu quân sự ở thành phố Dnipro của Ukraine bằng tên lửa đời mới mà Kiev ban đầu cho rằng là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ngày 21 tháng 11, Nga cho biết đã xác định được một căn cứ tên lửa của Mỹ tại Ba Lan mà họ cho là có thể gây ra viễn cảnh cuộc chiến hạt nhân giữa Moscow và NATO. Nga cảnh báo sẽ coi đây là mục tiêu để tấn công. Theo đó, Moscow đã coi cơ sở quân sự tại thị trấn Rezhikovo gần bờ biển Baltic là một dấu hiệu của sự khiêu khích, chỉ vài ngày sau khi Washington cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào các mục tiêu trên đất Nga. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, đây là một bước đi khiêu khích trực diện khác trong một loạt các hành động gây mất ổn định sâu sắc của người Mỹ và các đồng minh của họ trong NATO. Bà cảnh báo, điều này sẽ dẫn đến việc làm suy yếu sự ổn định chiến lược, gia tăng rủi ro và do đó làm tăng mức độ nguy hiểm hạt nhân nói chung. Cơ sở tên lửa của Mỹ được khánh thành hôm 13 tháng 11 trong chương trình phòng không quy mô lớn của NATO ở khu vực. Đây là một phần của Aegis Ashore, một chương trình của NATO nhằm bảo vệ liên minh chống lại các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Căn cứ nằm cách biên giới Nga hơn 200 km. Bà Zakharova cảnh báo, xét đến bản chất và mức độ đe dọa mà các cơ sở quân sự phương Tây như vậy gây ra, căn cứ phòng thủ tên lửa ở Ba Lan từ lâu đã được đưa vào danh sách các mục tiêu ưu tiên có khả năng bị phá hủy. Nếu cần thiết, có thể được thực hiện bằng nhiều loại vũ khí tiên tiến. Trong khi đó, Ba Lan tuyên bố căn cứ mà Nga đề cập không gây ra mối đe dọa nào. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết không có tên lửa hạt nhân nào được đặt ở căn cứ và chức năng của nó hoàn toàn là phòng thủ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ba Lan Pavel Vronsky nhấn mạnh, đó là một căn cứ phục vụ mục đích phòng thủ, không phải tấn công. Những mối đe dọa như vậy từ Nga chắc chắn sẽ là lý do để tăng cường khả năng phòng không của Ba Lan và NATO, và Mỹ cũng nên cân nhắc. Ông Vronsky cho biết, nếu Nga tiếp tục các mối đe dọa của mình, điều đó có nghĩa là trong tương lai, Mỹ và NATO sẽ phải tăng cường phòng không dọc theo toàn bộ sườn phía đông để ngăn những mối đe dọa như vậy. Ở một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hungary Krzysztof Zalay Bobrovnicki đã ra lệnh triển khai hệ thống phòng không tại các khu vực gần biên giới Ukraine, viện dẫn mối lo ngại về nguy cơ leo thang sau khi Kiev được sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Bộ trưởng, quy mô xung đột Nga-Ukraine đang lớn hơn bao giờ hết và cuộc chiến đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Trước diễn biến căng thẳng hiện nay, Thủ tướng Viktor Orbán đã triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng để xem xét những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến ở Ukraine và mối đe dọa leo thang xung đột ngày càng tăng. Cuộc họp có sự tham gia của Thủ tướng, các bộ trưởng và đại diện của các bộ liên quan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng và Chỉ huy lực lượng vũ trang Hungary. Nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo nước này đã đánh giá diễn biến căng thẳng sau khi Washington cho phép các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng cũng đánh giá quyết định của Nga về việc mở rộng danh sách các mối đe dọa quân sự mà Moscow có khả năng sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Orbán cũng kỳ vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ sớm có kế hoạch cho một giải pháp hòa bình hoặc ít nhất là lệnh ngừng bắn khi lên nắm quyền. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cảnh báo rằng hành động này có thể leo thang xung đột trên quy mô toàn cầu. Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 21 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 19 tháng 11, Ukraine đã bắn 6 tên lửa ATAC-MS vào vùng biên giới Bryansk của Nga và tiếp tục bắn tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh viện trợ vào vùng Kursk một ngày sau đó. Ông Putin nói, kể từ thời điểm đó, cuộc xung đột Ukraine do phương Tây kích động trước đây đã mang lại những yếu tố có tính chất toàn cầu, như chúng tôi đã từng hơn một lần cảnh báo. Ông nhắc lại, Mỹ và các đồng minh NATO trước đây đã tuyên bố họ sẽ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào Nga. Ông từng nhấn mạnh rằng bước đi như vậy sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột và biến NATO thành một bên tham gia trực tiếp vào các cuộc giao tranh. Chủ nhân Điện Kremlin cũng lập luận, Ukraine không thể thực hiện một cuộc tấn công tầm xa nếu không có sự tham gia của quân nhân phương Tây. Tổng thống Putin khẳng định việc sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ không làm thay đổi tình hình trên thực địa, nơi lực lượng Nga đang tiến công dọc trên tuyến và có ý định đạt được mọi mục tiêu đề ra. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào kho đạn dược ở Bryansk đã bị lực lượng phòng không Nga chặn đứng, không gây thương vong mà chỉ gây thiệt hại nhỏ về tài sản. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một sở chỉ huy quân sự ở Kursk khiến các nhân viên an ninh và hỗ trợ thương vong. Tuy nhiên,
các nhân viên chỉ huy không hề hấn gì và tiếp tục điều hành chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Để đáp lại các cuộc tấn công này, Nga đã tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro bằng vũ khí mà Tổng thống Putin nói rằng là tên lửa đạn đạo tầm trung đời mới có tên gọi Oresnik và không mang đầu đạn hạt nhân. Ông nhấn mạnh thêm, với tốc độ di chuyển từ 2,5 km đến 3 km một giây, tức nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tên lửa Oresnik hiện không thể đánh chặn bởi bất cứ hệ thống phòng không nào. Ông Putin nói, tên lửa đã tấn công một trong những khu công nghiệp lớn nhất, nổi tiếng nhất từ thời Liên Xô và vẫn sản xuất tên lửa cũng như các loại vũ khí khác. Dường như ông đang đề cập đến nhà sản xuất hàng không vũ trụ Yuzmat thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine, được thừa kế từ Liên Xô. Phản ứng về cuộc tấn công bằng tên lửa đời mới của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là hành động leo thang nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng tuyên bố Ukraine có toàn quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự hợp pháp nào trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Về phía Liên Hợp Quốc, người phát ngôn cơ quan này kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm giảm căng thẳng. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh, điều chúng tôi muốn thấy là chấm dứt cuộc xung đột này theo các nghị quyết của Đại hội đồng, luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ. Ngày 21 tháng 11, BBC dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 2.700 km2 lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm nay, gấp gần 6 lần so với cả năm 2023. Hướng tấn công chính của Nga là khu vực Kupian ở vùng Kharkov và Kurakovo ở Donbass, đóng vai trò là cửa ngõ và trung tâm hậu cần chiến lược Okhotsk. Từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11 này, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 1.000 km2, cho thấy tốc độ tấn công đang tăng nhanh đáng kể. Theo nguồn tin của BBC, quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Ukraine mìn sát thương và cho phép tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sông lãnh thổ Nga cũng xuất phát từ sự tiến công nhanh chóng của lực lượng Nga dọc tiền tuyến. Tiến sĩ Marina Miron tại Đại học Hoàng gia London nhận định, nếu Nga duy trì cường độ tấn công hiện tại, mặt trận Ukraine có thể sụp đổ sau vài tuần nữa. Quân đội Ukraine bảo vệ Kurakovo tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nam và phía Đông, nhưng tình hình đang trở nên nguy cấp. Các chuyên gia cho rằng, chiến dịch đột kích của Ukraine vào tỉnh biên giới quốc ở Nga hóa ra lại là một sai lầm chiến lược trong bối cảnh thiếu nhân lực. Chiến dịch này chẳng những không khiến Nga phải rút bớt lực lượng từ chiến trường Ukraine về nước, mà còn giúp họ củng cố vị trí, đạt các bước tiến lớn ở miền đông Ukraine. Điều này sẽ mang lại cho Moscow vị thế tốt hơn trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào với Kiev trong thời gian tới khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Trong nỗ lực nhằm giúp Ukraine cải thiện vị thế trước đàm phán, chính quyền Tổng thống Joe Biden cuối tuần trước được cho là đã bật đèn xanh để Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Washington viện trợ nhằm tấn công sâu vào Nga. Chủ nhân Nhà Trắng cũng đảo ngược chính sách cấm Kiev sử dụng mìn chống bộ binh. Ngoài ra, theo Kiev Independent, Tổng thống Biden đã đệ trình Quốc hội Mỹ đề xuất xóa khoản nợ viện trợ kinh tế khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối của một số nghị sĩ Cộng hòa. Nhiệm kỳ của ông Biden sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 tới. Nhiều người lo ngại Mỹ sẽ đảo ngược chính sách viện trợ cho Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Tuy nhiên, trang tin Aviapro dẫn cho rằng, nếu Nga không nhất trí với sáng kiến hòa bình của ông Trump, ông có thể giữ lại chính sách cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga. Theo một số nguồn tin, ông Trump có thể thảo luận vấn đề này với ông Biden trong cuộc gặp tại Nhà Trắng mới đây. Các chuyên gia nhận định, quan điểm của ông Trump dường như được thúc đẩy bởi mong muốn duy trì đòn bẩy đối với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow không đồng ý với các điều khoản đề xuất về giải pháp hòa bình, ông có thể duy trì chính sách cho phép Ukraine tấn công tầm xa để gây áp lực lên Nga. Ngược lại, nếu Ukraine từ chối đàm phán hòa bình, Kiev sẽ mất nguồn cung cấp vũ khí. Ngày 21 tháng 11, Sputnik dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Thống kê châu Âu, Eurostat đưa tin, Nga đã trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn nhất sang EU lần đầu tiên vào tháng 9 năm nay kể từ mùa xuân năm 2022, với thị phần đạt 23,7%. Vào tháng 9, các công ty châu Âu đã mua 1,48 tỷ đô la Mỹ khí đốt từ Nga, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Khí tự nhiên hóa lỏng LNG chiếm 40% lượng mua, 60% còn lại là khí đốt qua đường ống. Lần cuối cùng Nga là nhà xuất khẩu lớn nhất sang châu Âu là vào tháng 5 năm 2022, khi thị phần của Moscow chiếm 22,9%. Trong tháng 9, thị phần của Nga là 23,74%,
tăng so với con số 16,54% hồi tháng 8. Thị phần khí đốt của Mỹ xuất khẩu sang châu Âu là 21%, đứng thứ 3 sau Algeria. EU từ lâu đã tuyên bố sẽ dừng phụ thuộc vào năng lượng của Nga, coi đây là một trong những ưu tiên chính sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, các dấu hiệu trong thời gian qua cho thấy châu Âu gặp thách thức trong việc đoạn tuyệt với khí đốt Nga. Nguồn cung cấp của Nga bao gồm cả LNG và khí đốt đường ống chảy vào EU qua Belarus và Ukraine và qua đường ống dẫn khí đốt ngầm Nord Stream. Hồi tháng 9, người đứng đầu bộ phận hợp tác kinh tế tại Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Tyrychevsky cho rằng chính sách trừng phạt của EU áp lên Nga đã thất bại. Trong thời gian qua, các nước châu Âu đã nỗ lực tìm phương án thay thế khí đốt chảy qua đường ống Nga, trong đó có việc nhập khẩu LNG. Tuy nhiên, giá LNG nhập khẩu từ nước ngoài đắt hơn rất nhiều so với khí đốt tự nhiên được cung cấp qua đường ống từ Nga theo các hợp đồng dài hạn. Không chỉ mua LNG từ Mỹ, châu Âu cũng mua LNG từ Nga trong thời gian qua, vì mặt hàng này không bị trừng phạt. Điều này gây ra nghịch lý khi châu Âu giảm mua khí đốt Nga qua đường ống, nhưng lại tăng nhập khẩu LNG từ Moscow vào năm ngoái. Điều đó cũng khiến châu Âu rơi vào tình huống phải chấp nhận mua khí đốt với giá đắt để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Vào tháng 8 năm nay, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói với TASS rằng các quốc gia châu Âu thành con tin của Mỹ vì ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Washington. Ông Antonov nói, châu Âu về cơ bản đã trở thành con tin của Mỹ. Ai là người hưởng lợi từ tình hình hiện tại? Chính là Mỹ. Mỹ hiện cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Mỹ hiện là bên quyết định giá bán. Vị đại sứ cho rằng châu Âu đang trong khủng hoảng. Mặt khác, một chuyên gia năng lượng nói với Newsweek rằng thỏa thuận cho phép khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào châu Âu thông qua Ukraine sẽ kết thúc vào năm nay và có thể gây ra thiệt hại lớn cho Moscow, nước vốn đang mất hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu do các lệnh trừng phạt. Từ trước đó, Ukraine đã tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ sang châu Âu. Năm ngoái, tập đoàn Gazprom của Nga, bao gồm các doanh nghiệp dầu mỏ và điện, đã công bố khoản lỗ ròng là 7 tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên trong một phần tư thế kỷ. Theo một ước tính của Bloomberg, lượng khí đốt Nga chuyển qua Ukraine sang châu Âu mang lại cho Moscow 6,5 tỷ đô la Mỹ. Việc Ukraine không gia hạn thỏa thuận sẽ gây khó cho ngành năng lượng Nga trong tương lai gần. Ngoài ra, theo Bloomberg, quyết định này cũng khiến Ukraine mất 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm tiền phí trung gian. Trong bối cảnh chiến sự đang leo thang căng thẳng hôm 21 tháng 11, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2025 và kế hoạch chi tiêu trong 2 năm kế tiếp. Dự thảo do chính phủ Nga đệ trình ngày 30 tháng 9 nhận 335 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 77 phiếu trắng. Theo dự thảo, tổng chi ngân sách năm 2025 là 41,47 nghìn tỷ rúp, tương đương 416 tỷ đô la Mỹ, trong đó phân bổ 13,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 133 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 6,31% GDP cho mục quốc phòng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga. Chi tiêu cho an ninh quốc gia và lực lượng hành pháp là 3,5 nghìn tỷ rúp. Chi tiêu quốc phòng Nga dự báo giảm trong năm 2026 và 2027, xuống lần lượt còn 12,8 nghìn tỷ rúp và 13,1 nghìn tỷ rúp. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng, kế hoạch chi tiêu sẽ đảm bảo mọi nghĩa vụ xã hội, giải quyết các nhiệm vụ phát triển và ứng phó với những thách thức mà đất nước Nga phải đối mặt. Dự thảo ngân sách này còn được Thượng viện Nga thông qua, dự kiến vào ngày 27 tháng 11 trước khi đệ trình Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Trong khi trước đó ngày 19 tháng 11, Quốc hội Ukraine đã thông qua toàn bộ luật về ngân sách quốc gia năm 2025. Trong đó, chi ngân sách năm tới được quy định ở mức kỷ lục 3.940 tỷ hryvnia, tương đương 95 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý trong đó, 2.220 tỷ được chi cho nhu cầu quốc phòng. Quốc hội xác định khoản thu ngân sách ở mức 2.300 tỷ hryvnia. Ukraine cũng dự kiến có khoản tài trợ nước ngoài 38,4 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Denis Shmyhal cho biết toàn bộ khoản thu từ thuế cá nhân và doanh nghiệp trong năm tới sẽ dành cho nhu cầu quốc phòng và an ninh. Trong đó Ukraine sẽ chi 739 tỷ hryvnia để mua vũ khí. Nhu cầu chi lớn thứ hai của ngân sách là hỗ trợ người dân. Các chương trình hỗ trợ xã hội sẽ được chi 421 tỷ hryvnia, chi cho giáo dục 199 tỷ hryvnia, y tế 217 tỷ hryvnia. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB mới đây đã bắt giữ một công dân Đức bị tình nghi hoạt động phá hoại và buôn bán thuốc nổ.
FSB cho biết, công dân Đức nói trên có tên Nikolai Gajduk, sinh năm 1967 và sinh sống tại Hamburg. Gajduk là công dân Đức sinh ra ở Ukraine. Người này được cho là được các cơ quan đặc biệt của Kiev tuyển dụng để tuần các thiết bị nổ tự chế vào vùng Kaliningrad của Nga và phá hoại các cơ sở khí đốt. Nikolai Gajduk bị Nga cáo buộc là đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và có liên quan đến vụ nổ đường ống khí đốt ở Kaliningrad vào tháng 3 năm nay. Các nhà chức trách Nga đã khám xét ô tô của người đàn ông này và tìm thấy 0,5 lít chất nổ lỏng. FSB cáo buộc Gajduk hành động theo chỉ dẫn của một người đàn ông Ukraine cũng sống ở Hamburg. Ban đầu, nghi phạm phủ nhận mọi việc nhưng cuối cùng đã tiết lộ danh tính của người đứng sau ông ta. Lúc đầu, Gajduk được giao nhiệm vụ buôn lậu chất nổ và ngòi nổ ngụy trang thành nước rửa tay và bút dạ vào Kaliningrad và anh ta đã thực hiện thành công phi vụ vào tháng 12 năm 2023. Đến tháng 3 năm 2024, Gajduk được yêu cầu đến Kaliningrad một lần nữa để lấy bom từ một nơi cất giấu bí mật và cho nổ tung một đường ống dẫn khí. Tháng 10 vừa qua, Gajduk được yêu cầu giám sát một trạm xăng gần Bolshoye Isakovo ở Kaliningrad trước một vụ đánh bom khác và anh ta bị bắt tại thời điểm đó. Chính quyền Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý phá hoại và buôn lậu thuốc nổ. Nghi phạm hiện đang bị giam giữ. Các nhân viên cơ quan an ninh Nga đang tiếp tục điều tra để xác định và truy tố những người có liên quan. FSB cho biết đang áp dụng các biện pháp để xác định và đưa ra xét xử những người hỗ trợ Gajduk trong việc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Tại cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre xác nhận Mỹ đã thông báo trước cho Ukraine và các đồng minh về kế hoạch phóng tên lửa tầm trung của Nga. Bà nhấn mạnh rằng Mỹ không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Bà Jean-Pierre tuyên bố cuộc tấn công của Nga không thể ngăn Mỹ tiếp tục cung cấp các gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Bên cạnh đó, bà đã đề cập đến thông báo đầu năm nay của Tổng thống Joe Biden về việc cung cấp thêm 100 tên lửa cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng không. Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ, nhiều trong số này là tên lửa phòng không đã được chuyển giao và việc chuyển giao thêm tên lửa phòng không cho Ukraine vẫn đang diễn ra. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó để đảm bảo rằng họ đang tăng cường khả năng của mình, bao gồm cả khả năng phòng không và đưa Ukraine vào vị thế tốt nhất có thể trên chiến trường. Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngày 21 tháng 11, Nga đã tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự lớn của Ukraine ở thành phố Dnipro bằng tên lửa siêu vượt âm tầm trung đời mới, có tên gọi Oresnik. Ông cho hay, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ukraine tập kích lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ trong hai ngày liên tiếp. Theo Điện Kremlin, Nga đã thông báo trước cho Mỹ về vụ phóng tên lửa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Nga đã cảnh báo trước Mỹ về vụ phóng Oresnik thông qua Trung tâm Giảm thiểu Rủi ro Hạt nhân Quốc gia. Cảnh báo được gửi ở chế độ tự động thường trực 30 phút trước khi phóng. Người phát ngôn NATO Farad Dakhlala tuyên bố, việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung mới để tấn công Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến cuộc chiến. Người phát ngôn NATO nói, việc triển khai khả năng này sẽ không làm thay đổi tiến trình xung đột cũng như không ngăn cản các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, bà gọi đây là một ví dụ khác về làn sóng tấn công của Nga nhằm vào các thành phố ở Ukraine. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzaric, đánh giá vụ tấn công bằng tên lửa đời mới của Nga là một diễn biến đáng lo ngại nữa trong cuộc xung đột Ukraine. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, xuống thang căng thẳng. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích cuộc tấn công của Nga là hành động leo thang nghiêm trọng. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép đối với Moscow. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng tuyên bố Ukraine có toàn quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự hợp pháp nào trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Ngày 21 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này sẵn sàng xem xét bất kỳ sáng kiến hòa bình thực tế nào về cuộc xung đột ở Ukraine, có tính đến lợi ích của Moscow và tình hình trên thực địa. Người phát ngôn Zakharova lưu ý, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là từ khóa là tính đến lợi ích của đất nước chúng tôi, tình hình hiện tại trên thực tế và đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận liên quan. Trước đó, ngày 20 tháng 11, Ngoại trưởng Ukraine Andrei Sibiga nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ sáng kiến chấm dứt xung đột nào cho thấy sự thỏa hiệp về chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ. Ông cũng cho biết Ukraine không chấp nhận bất cứ kế hoạch hòa bình nào không có sự tham gia của Kiev. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine nói, không có gì về Ukraine nếu không có Ukraine. Ngoại trưởng Sibiga cho hay, Ukraine phản đối bất kỳ thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình nào, vì chúng sẽ khuyến khích những hành động tiếp theo của Nga. Ông lập luận, đây là sự xoa dịu, không phải hòa bình.
sự xoa dịu chưa bao giờ có tác dụng trong quá khứ, và bây giờ cũng thế. Bình luận này đưa ra giữa lúc Nga được cho là đang chiếm ưu thế trên chiến trường, và có những tín hiệu cho thấy Nga và Ukraine có thể chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới. Mới đây, hai quan chức Ukraine thừa nhận, hiện tại ưu tiên hàng đầu của nước này không phải là lãnh thổ, mà là các đảm bảo an ninh của phương Tây để chắc chắn Nga sẽ không thể tiến hành thêm bất cứ cuộc tấn công nào trong tương lai. Tổ chức thăm dò và phân tích dư luận có trụ sở tại Mỹ, Gallup mới đây đã công bố khảo sát cho thấy người dân Ukraine đang ngày càng mệt mỏi với xung đột và lần đầu ghi nhận tỷ lệ ủng hộ đàm phán hòa bình chiếm đa số trong dư luận nước này. Các đợt thăm dò tiến hành vào tháng 8 và tháng 10 năm nay cho thấy trung bình 52% người Ukraine được hỏi bày tỏ mong muốn kết thúc chiến sự bằng đàm phán càng sớm càng tốt, trong khi 38% cho rằng Ukraine nên tiếp tục chiến đấu đến khi giành được thắng lợi trước Nga. Gallup đánh giá quan điểm của dư luận Ukraine đã thay đổi đáng kể so với giai đoạn ngay sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Trong khảo sát được tiến hành vào những tháng đầu chiến sự, 73% người Ukraine kiên quyết chọn chiến đấu đến cùng. Đến năm 2023, tỷ lệ ủng hộ tiếp tục chiến đấu giảm xuống còn 63%, trong khi 27% ủng hộ giải pháp đàm phán hòa bình. Gallup chưa công bố số cuộc phỏng vấn cụ thể cho kết quả khảo sát năm nay. Tuy nhiên, trong tài liệu về phương pháp và quy mô khảo sát toàn cầu năm 2006-2023, tổ chức này cho biết đã thực hiện 1.000 cuộc phỏng vấn sâu qua điện thoại mỗi năm trong giai đoạn 2022-2023, sử dụng tiếng Nga và tiếng Ukraine dựa trên số thuê bao có xác thực. Kể từ khi xung đột bùng phát, các chiến tuyến chính đều nằm ở những vùng phía đông và nam Ukraine. Gallup cũng tiến hành thăm dò dư luận ở các khu vực này qua từng giai đoạn. Theo các nhà phân tích của Gallup, trong năm 2022, phần lớn người dân Ukraine ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến sự vẫn ủng hộ tiếp tục chiến đấu, với 63% ở miền đông và 61% ở miền nam Ukraine. Tuy nhiên, mức ủng hộ kéo dài chiến đấu đã giảm ở gần như mọi khu vực trên cả nước trong năm nay, tất cả đều dưới 50%. Những khu vực xa tiền tuyến như thủ đô Kiev và miền Tây Ukraine giảm sâu nhất về mức độ ủng hộ chiến đấu, lần lượt giảm 39 và 40 điểm phần trăm. Tại miền Đông, 63% người dân muốn xung đột kết thúc sớm, chỉ 27% muốn tiếp tục. Trong nhóm ủng hộ đàm phán, khoảng 52% tin rằng Ukraine nên sẵn sàng nhượng bộ một phần lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. 38% phản đối và 10% không đưa ra ý kiến. Gallup không hỏi chi tiết về mức độ nhượng bộ lãnh thổ mà người dân chấp nhận. Ngay cả những người ủng hộ chiến đấu đến cùng cũng thay đổi cách nhìn nhận về chiến thắng sau gần 3 năm chiến sự. Ở năm 2022 và 2023, lần lượt 92% và 93% cho rằng chiến thắng là giành lại toàn bộ lãnh thổ trước năm 2014, trong đó có bán đảo Crimea. Đến năm 2024, tỷ lệ ủng hộ cách nhìn nhận này giảm còn 81%. Gallup cũng khảo sát ý kiến người dân ủng hộ đàm phán về vai trò của các cường quốc nước ngoài trong tiến trình hòa bình. Khoảng 70% muốn Liên minh châu Âu EU và 63% ủng hộ Anh đóng vai trò quan trọng trong đàm phán, cao hơn hẳn mức ủng hộ Mỹ làm cầu nối, bất chấp lãnh đạo Mỹ là ai. Mới đây, trong bài phát biểu tại Hạ viện, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga NVA Nabiullina đã không loại trừ việc giảm dần lãi suất cơ bản vào năm 2025 nếu lạm phát chậm lại và không có cú sốc mới bên ngoài. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga cho biết lạm phát có thể giảm xuống 4,5-5% vào năm tới, sau đó ổn định ở mức khoảng 4%. Và khi lạm phát chậm lại, Ngân hàng Trung ương sẽ xem xét giảm dần lãi suất cơ bản. Tất nhiên, nếu không có thêm cú sốc từ bên ngoài. Bà Nabiullina phủ nhận ý kiến cho rằng tăng lãi suất cơ bản đẩy nhanh tốc độ tăng giá vì chi phí đi vay tăng. Bà giải thích, với lãi suất cơ bản cao, chi phí đi vay của các công ty có tăng lên, nhưng thực tế là tỷ lệ chi phí đi vay so với chi phí sản xuất trong 5 năm qua không vượt 5%. Bà tuyên bố, lãi suất cơ bản sẽ ngăn chặn lạm phát một cách hiệu quả. Theo bà, không nên phóng đại tác động của chi phí đi vay đối với lạm phát, trong khi tác động hạ nhiệt của chính sách tiền tệ thắt chặt đối với nhu cầu dư thừa và sau đó đối với lạm phát là đáng kể hơn nhiều. Sau khi tăng lãi suất cơ bản thêm 200 điểm cơ bản vào tháng 10 lên 21%, Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ là ngân hàng để ngỏ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 20 tháng 12. Ngay sau đó là đồng rúp Nga đã mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ và hiện đã ở mức 3 con số trên 100 rúp trên đô la Mỹ. Hồi tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng dự báo lãi suất cơ bản trung bình cho năm 2024 lên 17,5%, từ 16,9% lên 17,4%.
năm 2025 lên 17-20% từ 14-16%, năm 2026 lên 12-13% từ 10-11%. Từ ngày 28 tháng 10 đến cuối năm 2024, lãi suất trung bình được dự đoán sẽ nằm trong khoảng 21-21,3%, tức là có thể tăng thêm. Ngày 20 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công vào công sự của Ukraine ở Donbas, miền đông nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái đã phá hủy một vị trí hỏa lực kiên cố trong thành trì của quân đội Ukraine bằng một đòn tấn công chính xác. Người điều khiển đã cố gắng đưa máy bay không người lái này vào cửa bồng kè trước khi nó phát nổ và phá hủy mục tiêu. Một đoạn video khác ghi lại cảnh pháo tự hành MSTAB của Nga hạ nhóm vận hành máy bay không người lái Ukraine đang ẩn bên trong một tòa nhà bỏ hoang ở thành phố Kherson. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov mới đây cho biết phiên họp đầu tiên của định dạng nhóm phương Bắc Ukraine gồm 12 quốc gia châu Âu và được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển của hợp tác quốc phòng đã diễn ra tại Đan Mạch. Định dạng nhóm phương Bắc Ukraine bao gồm các quốc gia Bắc Âu, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Ireland, các nước Baltic cũng như Anh, Đức, Hà Lan và Ba Lan. Theo ông Umerov, người đứng đầu Bộ Quốc phòng của các quốc gia tham gia đã bàn về các kế hoạch cho năm 2025, nhu cầu cấp thiết của Ukraine và cách đảm bảo phối hợp cùng nhau nhanh nhất có thể. Ông nói, đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine là một ưu tiên riêng biệt. Ngày càng có nhiều quốc gia tham gia tài trợ cho sản xuất của Kiev, bao gồm trong khuôn khổ mô hình Đan Mạch là Thụy Điển, Na Uy, Litva. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết thêm rằng kỳ họp tiếp theo trong định dạng mới sẽ diễn ra tại Ukraine. Tuần trước, ông Rustem Umerov cho biết Na Uy sẽ tài trợ cho việc sản xuất vũ khí và thiết bị của Ukraine, sau đó tham gia mô hình Đan Mạch về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tháng trước, Thủ tướng Ireland, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác hơn nữa với các ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine, Bắc Âu. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra vô cùng ác liệt, các nhà lãnh đạo châu Âu đang phải đối mặt với một câu hỏi mà họ không mong muốn phải tìm lời giải. Đó là nếu Mỹ rút khỏi vai trò dẫn đầu sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, liệu EU có thể lấp đầy khoảng trống? Theo đó, trước kết quả sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, những phát ngôn của ông Donald Trump đã khiến châu Âu phải có những toan tính khác cho riêng mình. Các quan chức châu Âu thừa nhận rằng khu vực này phải đối mặt với thách thức chính trị từ việc duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine trong bối cảnh kinh tế trì trệ, lạm phát cao và hạn chế về ngân sách, chưa kể tới các quyết định chung của Liên minh châu Âu được đưa ra dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Tuy nhiên hiện tại lại đang bất đồng về cách giải quyết cuộc xung đột. Một vấn đề đặt ra với năng lực hỗ trợ cho Ukraine đó là vấn đề công nghiệp quốc phòng châu Âu. Có thể nói hạn chế lớn nhất của châu Âu nếu phải tạm thời thay thế Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine là ngành công nghiệp quốc phòng không đủ mạnh. Theo báo cáo, việc sản xuất trang thiết bị quân sự đã giảm đáng kể sau chiến tranh lạnh do các chính phủ châu Âu chi tiêu hạn chế trong nhiều năm. Các loại vũ khí chính như xe tăng, máy bay và tàu ngầm mất nhiều thời gian để chế tạo, do đó đã thúc đẩy một số quân đội châu Âu tìm đến nhà cung cấp bên ngoài khi mua sắm trang thiết bị quốc phòng. Một ví dụ cho vấn đề này là EU cam kết cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Tuy nhiên đã qua một nửa chặng đường của kế hoạch 12 tháng, nhưng EU mới chỉ cung cấp được 1/4 số lượng đã cam kết và số đạn dược này cũng lấy từ kho dự trữ của các nước thành viên. Vậy với nhu cầu hiện tại của Ukraine, liệu EU có thể đáp ứng tới khi nào nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài? Tiếp đó, EU và các quốc gia thành viên đã cam kết hỗ trợ nhân đạo, tài chính và quân sự 80,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi một số báo cáo cho biết hỗ trợ quân sự, ngân sách và nhân đạo của Mỹ cho Ukraine là khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Con số này bao gồm khoảng 44 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự, gấp hơn 5 lần số tiền cam kết của các nước đóng góp tiếp theo là Đức và Anh. Như vậy có thể thấy nếu Mỹ rút khỏi cuộc chơi này, EU sẽ khó có thể duy trì viện trợ cho Kiev trong thời gian dài, bởi các quốc gia châu Âu hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế sau các ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh và xung đột. Nếu tiếp tục lún sâu vào cuộc xung đột, nhiều quốc gia trong EU sẽ khó có khả năng phục hồi và các bất đồng đối với việc hỗ trợ Ukraine sẽ không thể giải quyết. Sự kiện cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga diễn ra khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là Tổng thống Joe Biden hết nhiệm kỳ. Ông Biden đã thực hiện một thay đổi chính sách lớn đối với cuộc chiến tại Ukraine. Điều này được đánh giá là phù hợp với những động thái gần đây của ông khi cam kết sẽ đẩy nhanh viện trợ quân sự cho Ukraine, tuy nhiên cũng đặt EU vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
các nước phương Tây dường như bị chia thành hai nhóm, giữa bên ủng hộ quyết định của phía Mỹ và bên còn lại lo ngại việc cung cấp tên lửa tầm xa cho phía Ukraine sẽ khiến căng thẳng leo thang toàn khu vực. Phía ủng hộ, đơn cử như các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Ba Lan đã bày tỏ sự đồng tình và hoan nghênh quyết định của chính quyền ông Biden. Thậm chí Pháp và Anh được cho là đã đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa của họ với mục đích tương tự. Trong khi đó, nhóm còn lại, đứng đầu là Đức, thủ tướng nước này cho biết không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine. Ông cũng nêu rõ lập trường của mình về vấn đề này và sẽ không thay đổi quan điểm. Một số nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu khác cũng cho rằng động thái này có thể dẫn tới leo thang xung đột, trong khi các bên đang cần tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Rõ ràng quyết định này khiến cho các nhà lãnh đạo EU buộc phải đặt lên bàn cân cách giải quyết vấn đề hiện tại. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện như thế nào và mức độ ra sao chắc chắn cần phải có sự thống nhất trong toàn khối. Do đó, việc các ngoại trưởng châu Âu thể hiện động thái kiên định ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại cũng là một biện pháp định hướng và tìm kiếm các giải pháp trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để có một mặt trận thống nhất thì chắc chắn sẽ cần có các cuộc bàn luận diễn ra, bởi tất cả quyết định ủng hộ cần có sự đồng thuận trong toàn EU, đặc biệt là khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ công bố các biện pháp của mình sau khi ông chính thức nắm quyền. Điều đó có thể là bước ngoặt lớn cho cuộc xung đột hiện nay. Trong ngày 20 tháng 11, chiến trường Nga-Ukraine tiếp tục ghi nhận những diễn biến nóng. Ở Toretsk, vị trí địa lý cho thấy quân đội Nga đang tiến vào trung tâm thành phố và quận Sabanka. Ở Sabanka, lực lượng Kiev hiện có nguy cơ bị bao vây bởi những tiến bộ mới nhất của đối phương. Phía bắc Kurakov, lực lượng Moscow đang kiểm soát được phần lớn làng Sonsovka nằm ở phía bắc Stary Techni, đồng thời họ cũng giành được lãnh thổ ở Beresky. Phía nam Kurakov và ở trung tâm thành phố, lực lượng Moscow cũng gặt hái những thành công. Bây giờ, họ kiểm soát khoảng 35% diện tích thành phố. Quân đội Nga cũng đang tiến dọc các cánh đồng và tình hình ở Kurakov đang trở nên căng thẳng đối với quân đội Kiev. Lữ đoàn 79 Ukraine thừa nhận Ilanka, ngôi làng phía nam Uspenovka, đã thất thủ. Kênh Ryba đưa tin Moscow đã tập kích nhà máy Impulse ở Soska thuộc vùng Sumy, gây ra một vụ nổ mạnh. Kiev giáng trả vào mục tiêu Nga ở Marino thuộc vùng Kursk bằng tên lửa hành trình Storm Shadow. Theo hướng Kursk, quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng M1A1SA Abrams khác ở quận Suza, đồng thời hoàn tất việc dọn sạch các vị trí trong khu vực Olhovskaya Grove ở quận Korenevo. Về phía Pokrovsk, lính xung kích Nga đang chiến đấu ở vùng ngoại ô phía đông Petrovka, tiến về Pokrovsk dọc theo tuyến đường sắt. Tại Kurakov, lực lượng Moscow đã kiểm soát Novoselidovka, đang chiến đấu ở Sonsovka và đã đạt được những bước tiến đáng kể trong thành phố. Có thể thấy, quân đội Nga tăng tốc rất nhanh ở Kurakov với các trận đánh đô thị ác liệt. Hành lang dành cho lực lượng Ukraine tháo chạy khỏi vòng vây này chỉ còn chưa đầy 5 km, trong khi đối phương đã phục sẵn ở cửa tử. Kênh Military Chronicles cập nhật diễn biến mới nhất xác nhận, theo thông tin sơ bộ, trong đêm, lực lượng Kiev dường như đã rút lui từ trung tâm Kurakov về khu công nghiệp ở phía Tây. Nếu thông tin này được xác nhận trong tương lai gần, thì thành phố có thể được lực lượng Moscow xóa sổ một cách an toàn, vì quân đội Ukraine sẽ không thể trụ lâu trên khu vực chỉ rộng 1 x 2 km. Theo RV Voenkory, lực lượng Moscow liên tục tấn công Toretsk và tiến vào khu vực cao tầng của trung tâm thành phố. Một chiến binh truyền thông của Ukraine với ký hiệu Muchnoi viết: "Nếu đối phương còn có thể vượt qua được thì khó mà cầm cự. Họ cũng vẫn chưa cố gắng đánh bại chúng tôi trong khu vực mỏ Tsentralnaya." Đại diện nhóm chiến thuật của lực lượng Kiev, ông Bobov Nikova cho biết, giao tranh ở khu vực Toretsk cũng đang diễn ra gần Nelipovka và Shcherbinovka. Đối phương liên tục tấn công Toretsk. Trong khi đó, kênh Radovka cho biết, theo kinh nghiệm của quân khu phía Bắc trong biên chế quân đội Nga, việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện gần tiền tuyến Kupiansk, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt, báo hiệu một bước ngoặt lớn. Ở đó, để thu hút sự chú ý của giới truyền thông, lực lượng đồn trú Ukraine vốn đã sứt mẻ nghiêm trọng liên tục dồn đến bờ đông sông Oskol, cố gắng bằng cách nào đó đảo ngược bước tiến của đối phương. Tuy nhiên, quân đội Nga tiếp tục chiến đấu thành công và mở rộng vùng kiểm soát tại Kupiansk, bất chấp đợt phản công được tổ chức vội vã của Ukraine. Cụ thể, quân đội Moscow hoạt động ở phía bắc Kupiansk, trên bờ phía đông của Oskol, đã đạt được nhiều thành công hơn nữa. Lực lượng Kiev đã bỏ lại các tòa nhà dân cư thấp tầng ở phía bắc khu công nghiệp. Quân đội Nga đã mở rộng hành lang tiếp tế xa hơn về phía tây từ nhà máy thức ăn chăn nuôi. Nhưng những thành công này của lính xung kích Nga đi kèm với các đợt phản công quy mô lớn của các đơn vị đối phương, bắt đầu sau chuyến thăm Kupiansk của ông Zelensky. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo đã khiến lực lượng Kiev bắt đầu đưa tất cả quân tiếp viện có sẵn đến bờ đông của Oskol và thậm chí đưa nhân viên của các đơn vị hậu cần vào trận chiến. Có thể cho rằng ông Zelensky đã đưa ra lệnh khôi phục tình hình bất kể thế nào. Theo một số nguồn tin, quân đội Ukraine đã phản công dữ dội nhưng bất thành và mọi thứ dường như lại bắt đầu từ số 0. Những tổn thất của lực lượng Kiev là rất lớn khi hầu như không có điều kiện tiên quyết để giải quyết nhiệm vụ chung.
cần phải xem xét vấn đề lý do dẫn đến thất bại của kế hoạch không có kế hoạch trong việc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy tối cao nhằm đẩy lực lượng Moscow ra khỏi Kupiansk. Quân đội Ukraine tập trung mọi nỗ lực vào các vị trí của đối phương trong khu vực nhà máy sữa hộp, tiệm bánh và kho dầu. Quân đội Ukraine với lực lượng không mấy tinh nhuệ đã quyết định tấn công trực diện vào các đơn vị Nga để đánh bật họ khỏi một số vị trí trong khu công nghiệp của thành phố. Qua đó, hình thành một mặt trận ổn định ở các vị trí có lợi, cho phép tiến hành các đợt phản công tiếp theo với hy vọng đẩy hoàn toàn các đơn vị Nga ra khỏi Kupiansk. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại. Quân đội Nga ở Kupiansk tiếp tục tiến công, mở rộng vùng kiểm soát, điều vốn đã trở thành áp lực cho Ukraine sẽ sớm biến thành một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn đối với lực lượng Kiev trong thành phố. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày đã xảy ra 147 trận giao tranh, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, 61 đợt không kích bằng 91 bom KAB, sử dụng hơn 560 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.000 trận pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định quân đội Kiev đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sevesk, Kramatorsk, Toresk, Vremovsky và Dnipro. Lực lượng phòng vệ tiếp tục hoạt động ở khu vực Kursk. Đối phương đang tấn công dữ dội vào lực lượng phòng thủ Ukraine theo hướng Pokrovsk. Tại đây, trong ngày, họ thực hiện 33 hành động xung phong. Tại Kurakov, báo cáo viết có 23 trận giao tranh. Ở một diễn biến khác, không quân Ukraine cho biết rạng sáng 21 tháng 11, cảnh báo không kích đã được phát đi trên toàn quốc do mối đe dọa về tên lửa đạn đạo. Sau đó, họ xác nhận MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã cất cánh. Cảnh báo có đoạn, mối đe dọa sử dụng vũ khí đạn đạo, các khu vực đã ban bố cảnh báo không kích. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, máy bay không người lái cảm tử của nước này đã phá hủy xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp cho Ukraine tại khu vực biên giới vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nhóm lực lượng quân sự phía Bắc tại khu vực biên giới của vùng Kursk phát hiện xe chiến đấu Bradley của lực lượng vũ trang Ukraine gần vành đai rừng. Sau khi phân tích dữ liệu tình báo nhận được, quân đội Nga quyết định bắn vào xe của đối phương. Video Bộ Quốc phòng Nga ghi lại cảnh xe chiến đấu Bradley đứng yên gần một khu rừng. Sau đó, máy bay không người lái Lancet lao về phía mục tiêu và bắn trúng đích. Khói bốc lên từ xe bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, trong vòng 24 giờ, lực lượng Ukraine đã tổn thất khoảng 400 binh lính, 10 xe bọc thép, một hệ thống pháo tự hành AS-90 của Anh và 20 đơn vị khác. Ngoài ra, có 11 binh sĩ Ukraine đầu hàng lực lượng Nga. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine phải chịu tổn thất hơn 34.000 binh lính và mất hàng trăm xe tăng cùng thiết bị hạng nặng khác ở Kursk. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhà nghiên cứu thông tin tình báo từ các nguồn mở Usin người Mỹ, MT Anderson đã chia sẻ ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 để ngày 20 tháng 11 cho thấy mật độ tàu tại quân cảng Novorossiysk của Nga giảm đáng kể. Điều này cho thấy phần lớn hạm đội Biển Đen đã rời khỏi đây. Ông Anderson suy đoán, động thái này có thể là một phần của SNAPEC, thuật ngữ hải quân Nga dùng để chỉ cuộc tập trận triển khai nhanh hoặc là một cuộc phân tán để đề phòng khả năng sắp xảy ra một cuộc tấn công tên lửa. Cho dù là một phần của các cuộc diễn tập thường lệ hay là phản ứng trước nguy cơ với các cuộc tấn công chính xác tầm xa của Ukraine, thì nó cũng cho thấy lực lượng hải quân Nga tại Biển Đen dễ rơi vào tình huống rủi ro. Việc rời khỏi Novorossiysk cũng đặt ra câu hỏi về ý định hoạt động của hạm đội Biển Đen và tính toán chiến lược rộng hơn của Điện Kremlin khi phải đối mặt với khả năng tấn công ngày càng tinh vi của Ukraine. Hạm đội Biển Đen của Nga có một số lựa chọn chiến lược để tái triển khai, cho phép lực lượng này tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bằng các tên lửa tầm xa như Storm Shadow và Atak. Một trong số các lựa chọn là di chuyển đến gần bờ biển Crimea hơn. Tại đó, hạm đội có thể được bảo vệ bằng các hệ thống phòng không tích hợp gồm S-400 và Panzer S-1. Các vị trí này cũng sẽ đảm bảo sự gần gũi về mặt hoạt động với các trung tâm hậu cần quan trọng như Sevastopol, trong khi phần nào giảm nguy cơ bị tấn công trực tiếp. Ngoài ra, hạm đội có thể di chuyển đến các khu vực biệt lập hơn ở phía đông Biển Đen, nằm ngoài phạm vi tấn công trực tiếp của các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất ở Ukraine. Các khu vực gần bán đảo Taman hoặc gần các căn cứ ở Novorossiysk hơn cũng tương đối an toàn. Mặc dù như vậy sẽ làm giảm đáng kể khả năng hạm đội tham gia tích cực vào các hoạt động xung quanh Ukraine. Tuy nhiên, chiến lược phân tán này có nguy cơ khiến các tàu dễ bị tấn công trước những thay đổi trong tương lai về phạm vi tấn công tên lửa của Ukraine. Một khả năng khác là hạm đội Biển Đen hoạt động ở vùng biển quốc tế của Biển Đen. Điều này sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, một chiến lược như vậy cũng đặt ra những thách thức trong việc duy trì hỗ trợ hậu cần và tiếp tế hiệu quả cho các tàu. Không có kịch bản nào trong số các kịch bản nêu trên có thể bảo vệ hạm đội Nga hoàn toàn trước các cuộc tấn công dẫn đường chính xác, đặc biệt là nếu Ukraine tiếp tục mở rộng phạm vi và sự đa dạng của kho tên lửa.
hạm đội Biển Đen sẽ cần phải tìm cách thích ứng và cân bằng giữa an toàn và hiệu quả hoạt động. Hạm đội Biển Đen của Nga sở hữu một loạt tàu chiến đa dạng, được thiết kế để cung cấp khả năng phòng thủ ven bờ và hoạt động trên biển. Trong số các tàu, đáng chú ý nhất là các khinh hạm lớp Đô đốc Grigorovich, đóng vai trò là tàu chiến mặt nước chính của hạm đội. Những tàu chiến hiện đại này được trang bị tên lửa hành trình Kalib, hệ thống phòng không tiên tiến và các cảm biến tinh vi, đóng vai trò trung tâm trong các nhiệm vụ tấn công chính xác. Các khinh hạm lớp Karivak được thiết kế chủ yếu cho tác chiến chống ngầm. Mặc dù kém tiên tiến hơn so với các tàu kế nhiệm lớp Đô đốc Grigorovich, những tàu này vẫn là tài sản có khả năng thực thi chiến lược hàng hải của Nga. Ngoài ra, hạm đội bao gồm một loạt các tàu hộ vệ tên lửa nhỏ hơn, chẳng hạn như lớp Puyanm, được điều chỉnh riêng để hoạt động trong vùng biển hạn chế. Chúng cũng được trang bị tên lửa Kalib như các tàu lớn hơn. Thành phần đổ bộ của hạm đội bao gồm các tàu lớp Rubucha và các tàu lớp Aligato, đảm bảo khả năng vận chuyển đường biển và tấn công đổ bộ quan trọng. Khả năng vận chuyển binh sĩ, phương tiện và vật tư của các tàu này khiến chúng trở thành tài sản quan trọng trong bất kỳ kịch bản leo thang căng thẳng nào. Tàu ngầm là một yếu tố quan trọng khác của hạm đội Biển Đen. Hạm đội này vận hành một số tàu ngầm diesel điện lớp Kilo, thường được gọi là hố đen do đặc tính tàng hình của chúng. Các tàu này được trang bị ngư lôi và tên lửa Kalib, giúp chúng có khả năng tấn công cả mục tiêu trên đất liền hoặc trên biển, trong khi rất khó bị đối phương phát hiện. Nếu mất một phần đáng kể hạm đội Biển Đen trong các cuộc tấn công tên lửa tầm xa chính xác, điều này sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào khả năng thống trị trên biển của Nga trong khu vực. Hiệu quả của một kịch bản như vậy sẽ rất nghiêm trọng nếu không có sự hiện diện đầy đủ của hải quân. Nga sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ các tuyến đường tiếp tế tới Crimea và các vùng lãnh thổ nước này đang kiểm soát ở Ukraine. Điều này sẽ cản trở việc cung cấp vũ khí, đạn dược và các nguồn lực quan trọng khác cho tiền tuyến. Ngoài ra, việc mất nhiều tàu có khả năng phóng tên lửa như Kalib sẽ hạn chế khả năng duy trì các cuộc tấn công tên lửa cường độ cao của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Về mặt chiến lược, việc mất đi một phần đáng kể hạm đội sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh ở Biển Đen theo hướng có lợi hơn cho Ukraine và các đồng minh của Kiev, tạo cơ hội cho Ukraine phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga. Mới đây, trong một bài đăng trên kênh Telegram, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Thông tin của Hội đồng Liên bang Nga Alexei Pushkov cho biết, ông Donald Trump có thể đã biết về kế hoạch của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho phép Ukraine tiến hành tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATAC-MS tầm xa do Mỹ sản xuất. Ông Pushkov nhận định, bước đi của ông Biden dường như có sự phối hợp với ông Trump. Nếu không, không thể giải thích được sự im lặng đáng ngờ của chính ông Trump và nhóm của ông ấy trước quyết định của chính quyền ông Biden về tên lửa. Bên cạnh đó, quan chức Nga lưu ý rằng chính ông Trump đã phản đối quyết định như vậy vì nguy cơ bắt đầu một thế chiến thứ ba. Ông Pushkov kết luận, giới lãnh đạo Mỹ coi những tên lửa này là cách để củng cố vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán với Nga. Ông Pushkov nói, trước hết, chúng tôi đang nói về việc tăng áp lực lên Moscow trước khi có thể đàm phán. Trong một diễn biến liên quan, tờ Sputnik mới đây đã phân tích các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc cho biết một số tên lửa ATAC-MS mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine đã không thể sử dụng được từ đầu năm 2015, đòi hỏi phải đầu tư tài chính đáng kể để khôi phục. Theo các báo cáo, trong năm tài chính 2016, quân đội Mỹ đã chi 30,1 triệu đô la Mỹ để nâng cấp 10 tên lửa loại này nhằm kéo dài thời gian phục vụ của chúng thêm 10 năm. Tuy nhiên, đến năm 2025, theo tài liệu cho biết, những tên lửa này sẽ lại mất khả năng sử dụng. Từ năm tài chính 2016 đến 2021, quân đội Mỹ đã chi 1,22 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa 1.075 đơn vị vũ khí ATAC-MS. Thêm 240 tên lửa mới được mua vào năm 2020, nâng tổng số lên 1.575 tên lửa loại này tính đến tháng 3 năm 2023. Do ATAC-MS đã lỗi thời nên quân đội Mỹ đang tích cực thay thế chúng bằng loại tên lửa tấn công chính xác hiện đại hơn. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc, 42 tên lửa tấn công chính xác đã được mua trong năm tài chính 2023, 110 quả vào năm 2024 và 230 quả được lên kế hoạch mua vào năm 2025. Giá của một tên lửa ATAC-MS khoảng 1 triệu đô la, trong khi giá của tên lửa tấn công chính xác vượt trên 2 triệu đô la một quả. Dữ liệu này có thể giải thích được tại sao Ukraine nhận được 33,3 tỷ đô la Mỹ vũ khí thông qua chương trình thanh lý kho theo quyền hạn của Tổng thống, trong khi Lầu Năm Góc phải chi 45,7 tỷ đô la Mỹ để đổi mới kho dự trữ của mình. Ngày 20 tháng 11, hãng tin Interfax Ukraine đã dò dỉ một tài liệu được cho là của Bộ Quốc phòng Nga. Trong đó, Moscow có thể đang lên kế hoạch truyền đạt với lãnh đạo Mỹ về một trật tự thế giới mới kéo dài đến năm 2045. Thông tin này được dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Ukraine và một nguồn tin khác cũng chia sẻ với tờ Kiev Independent về kế hoạch này. Tuy nhiên, các thông tin trên chưa được xác minh độc lập. Tài liệu này đưa ra 4 kịch bản khác nhau về sự phát triển của trật tự thế giới toàn cầu. Trong đó có 2 kịch bản được coi là có lợi cho Moscow và 2 kịch bản bất lợi. Hai kịch bản có tên
hình thành thế giới đa cực và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các bên tham gia chính và khu vực hóa liên quan đến chiến thắng của Nga trước Ukraine. Những kịch bản còn lại gồm sự thống trị của Mỹ và phương Tây và Trung Quốc giành được vị thế cường quốc hàng đầu thế giới, giả định một thất bại quân sự của Nga ở Ukraine. Trong khi đó, theo các tài liệu mà tờ Washington Post có được, Điện Kremlin đã triệu tập các cuộc họp vào năm 2022 và 2023 để tìm cách phá bỏ hệ thống tài chính toàn cầu sau Thế chiến thứ hai và làm suy yếu quyền lực của Mỹ đối với các giao dịch toàn cầu. Theo nội dung kế hoạch, Nga đang cố gắng tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc và các nước Nam bán cầu để có thể thách thức hệ thống tài chính quốc tế do Mỹ thống trị và làm suy yếu phương Tây. Trong khi Bắc Kinh vẫn ủng hộ Moscow về mặt ngoại giao và kinh tế bất chấp nỗ lực cô lập Nga của phương Tây, thì cho đến nay dường như vẫn kiềm chế không cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp. Một tài liệu khác được cho là do một người thân cận của người đứng đầu Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Nikolai Patrushev viết, ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Nga về trí tuệ nhân tạo AI và hệ thống mạng. Tài liệu này được cho là hình dung ra một hệ thống tài chính mới và một loại tiền kỹ thuật số Á-Âu dựa trên các hệ thống thanh toán thay thế giữa Nga và Trung Quốc để vượt qua sự thống trị của Mỹ trong các giao dịch tài chính toàn cầu thông qua đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận việc Nga muốn phá hoại sự thống trị của Mỹ đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng ông thừa nhận Điện Kremlin muốn tạo ra một giải pháp thay thế. Ngày 21 tháng 11, trong bài phát biểu tại một cuộc triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảnh báo rằng bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh hạt nhân như hiện nay. Ông cho biết, kinh nghiệm đàm phán trước đây của ông với Mỹ chỉ cho thấy chính sách hung hăng và đối đầu của Washington đối với Bình Nhưỡng. Tại sự kiện triển lãm phát triển quốc phòng, nơi giới thiệu các loại vũ khí chiến lược và chiến thuật của Triều Tiên, ông Kim phát biểu, chưa bao giờ các bên tham chiến trên bán đảo Triều Tiên phải đối mặt với cuộc đối đầu nguy hiểm và khốc liệt đến mức có thể leo thang thành cuộc chiến hạt nhân tàn khốc nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói thêm, chúng tôi đã tiến xa nhất có thể trong đàm phán với Mỹ, nhưng điều chúng tôi chắc chắn từ kết quả này không phải là ý chí chung sống hòa bình của siêu cường này, mà là lập trường toàn diện về quyền lực cũng như chính sách gây hấn và đối đầu đối với chúng tôi không bao giờ có thể thay đổi. Trong bài phát biểu, ông Kim kêu gọi phát triển và nâng cấp vũ khí của Triều Tiên thành vũ khí siêu hiện đại, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy năng lượng phòng thủ để củng cố vị thế chiến lược của Bình Nhưỡng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Trump và ông Kim đã tổ chức 3 hội nghị chưa từng có vào năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao của hai nhà lãnh đạo không đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào do sự khác biệt giữa yêu cầu của Mỹ về việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và yêu cầu của ông Kim Jong-un về việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt. Ông Trump từ lâu đã ca ngợi mối quan hệ của mình với ông Kim. Vào tháng trước, ông Trump nói rằng hai nước từng có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến hạt nhân với hàng triệu người thiệt mạng, nhưng ông đã ngăn chặn nó nhờ mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Kim Jong-un từng nhấn mạnh Triều Tiên nên tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân để hoàn thành sứ mệnh ngăn chặn xung đột. Ông Kim tuyên bố việc Mỹ mở rộng liên minh quân sự ở khu vực đã kéo theo mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Triều Tiên và buộc Bình Nhưỡng phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Ông Kim cho biết sức mạnh quân sự của Triều Tiên sẽ phát triển theo cách tăng tốc, liên tục và ông sẽ không đặt ra giới hạn nào để đạt được mục tiêu. Tại cuộc họp đảng cuối năm 2022, nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng số lượng kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân và sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vào tháng 9 năm ngoái, Triều Tiên đã quy định chính sách tăng cường lực lượng hạt nhân trong hiến pháp. Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo đất nước sẽ loại biên một số tàu chiến và khí tài, qua đó tiết kiệm 500 triệu bảng Anh, tương đương 630 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới. Trong thông báo tại Quốc hội Anh, ông John Healey nói quân đội sẽ loại bỏ 5 tàu chiến, 31 trực thăng và phi đội 46 máy bay không người lái UAV phục vụ trinh sát. Ông Healey cho biết, kế hoạch này sẽ giúp nước Anh tiết kiệm 500 triệu bảng trong 5 năm tới, đồng thời loại bỏ những thiết bị bị coi là lỗi thời. Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải sự chỉ trích của những nghị sĩ từ đảng đối lập. Các tàu chiến bị loại biên gồm khinh hạm HMS Northumberland do thiệt hại về mặt cấu trúc khiến việc sửa chữa trở nên không kinh tế, hai tàu tấn công đổ bộ và hai tàu chở dầu Lockway. Ngoài ra, phi đội UAV mang tên Watch Keeper cũng bị cho nghỉ hưu do đội chi phí, cùng với đó có những tai nạn khi thử nghiệm và vận hành. Watch Keeper được đưa vào biên chế năm 2014 nhằm hỗ trợ hoạt động tại Afghanistan, song đã không tham gia thêm hoạt động quân sự nào trong 10 năm qua. 14 trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook
và 17 trực thăng đa nhiệm Puma cũng sẽ bị loại biển. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nói thêm, kế hoạch cắt giảm được đông đảo chỉ huy quân đội ủng hộ sau quá trình tham vấn quan chức phụ trách đánh giá chiến lược quốc phòng của Vương quốc Anh. Ông Healey nêu rõ chính phủ đã thông báo đến các đồng minh London và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Giám đốc khoa học quân sự tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi có trụ sở ở London. Ông Matthew Saville nhận định, các phương tiện quân đội Anh dự kiến loại bỏ phần lớn cũng đã lỗi thời hoặc đến tuổi nghỉ hưu. Ông Saville nói, tuy nhiên việc Bộ Quốc phòng Anh không thể bố trí nhân lực cho các đơn vị phương tiện trên hay phải cắt giảm nhằm tiết kiệm ngân sách không quá lớn trong giai đoạn 5 năm, cho thấy nguồn lực hiện tại của cơ quan này đang eo hẹp. Ngày 20 tháng 11, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã công bố lời giải thích của chính phủ Trung Quốc về sự việc trinh sát cơ Y-9 của nước này bay vào không phận Nhật Bản trên biển Hoa Đông trong 2 phút hồi cuối tháng 8 năm nay. Theo đó, Bắc Kinh cho hay, trinh sát cơ Y-9 đã gặp nhiễu động không khí khi hoạt động gần khu vực này, buộc phi hành đoàn phải cơ động né tránh và khiến họ bay vào không phận Nhật Bản trong thời gian ngắn. Lời giải thích có đoạn, đó là một vấn đề về kỹ thuật và chúng tôi không cố ý tiến vào không phận Nhật. Trung Quốc đồng thời cam kết sẽ tiến hành điều tra và không để tái diễn sự việc. Ông Hayashi nói, chúng tôi ghi nhận lời giải thích của Trung Quốc và sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của họ từ bây giờ. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chính sách cơ Y-9 Trung Quốc đã xâm phạm không phận nước này ở quần đảo Danjo ngoài khơi tỉnh Nagasaki từ 11h29 phút đến 11h31 phút ngày 26 tháng 8, bất chấp những cảnh báo liên tiếp từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào không phận Nhật Bản như vậy. Tokyo đã triển khai khẩn cấp các chiến đấu cơ để ứng phó, đồng thời gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ qua các kênh ngoại giao, yêu cầu Bắc Kinh giải thích sự việc. NHK dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, ngay cả khi trinh sát cơ Y-9 gặp nhiễu động không khí, việc nó bay lệch đáng kể so với lộ trình định sẵn là điều không thể tưởng tượng được. Nhật Bản lo ngại hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc xung quanh vùng biển và không phận phía Tây Nam, nên đã tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ trong khu vực, với các đảo xa bờ là chìa khóa trong chiến lược. Quan hệ hai nước trở nên căng thẳng nhiều năm qua do tranh chấp chủ quyền tại nhóm đảo Senkaku, Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông. Ngay sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã gấp rút tiến hành các bước bổ nhiệm nội các, xây dựng chính sách để có thể nhanh chóng thực thi các cam kết tranh cử của mình. Tuy nhiên, quá trình tiếp quản quyền lực của ông gây nhiều chú ý vì được thực hiện rất khác so với các đời Tổng thống trước đó. Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ hợp tác tối đa để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ và trong hòa bình. Thông thường, quá trình đó sẽ do cơ quan dịch vụ công GSA phụ trách, nhằm đảm bảo bộ máy với hơn 2,2 triệu công chức liên bang vẫn vận hành trơn tru trong thời kỳ chuyển tiếp. GSA là cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan liên bang, có nhiệm vụ ký những thủ tục giấy tờ chính thức sau khi có tổng thống đắc cử để chuyển hàng triệu đô la Mỹ, trao quyền tiếp cận các quan chức chính phủ, chuyển giao các văn phòng và thiết bị cho nhóm chiến thắng. Động thái này như tuyên bố chính thức từ chính phủ liên bang về tân tổng thống. Theo quy trình được quy định trong đạo luật chuyển giao tổng thống, giám đốc GSA sẽ gửi thư cho tổng thống đắc cử thông báo quá trình bắt đầu chuyển giao quyền lực. Nhóm tiếp nhận của tổng thống đắc cử kể từ thời điểm đó sẽ được hưởng nhiều đặc quyền về tài chính và an ninh để tiếp cận ngân sách liên bang cũng như tới các công sở liên bang để làm quen với quá trình chuyển giao quyền lực. Nhưng tổng thống đắc cử Donald Trump đã bỏ qua những quy tắc này. Ông tới nay chưa nộp cam kết tuân thủ quy tắc đạo đức cho GSA để cơ quan này gửi thư thông báo. Các nhân viên trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông không đến cơ quan công quyền liên bang để tiếp quản ngân sách, tài liệu. Kể từ khi đắc cử, ông Trump hầu như chỉ ở dinh thự Mar-a-Lago tại Florida, đưa ra quyết định về nhân sự nội các và thông báo trên mạng xã hội. Khi điện đàm với các nhà lãnh đạo trên thế giới, ông Trump dùng điện thoại riêng, không sử dụng kênh bảo mật hay phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các cố vấn và người thân cận của ông Trump đã thừa nhận đây là quá trình tiếp quản quyền lực thù địch nhằm tránh phụ thuộc vào những quy trình mà cơ quan của ông cho là cũ kỹ, công kênh và bị chính trị hóa. Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, Chủ tịch Article 3 Project, tổ chức phi lợi nhuận bênh vực Tổng thống đắc cử Donald Trump khi ông bị truy tố, ông Mike Davis nói, người dân đã chọn đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Ông Trump không nên tin vào những cơ quan tình báo và hành pháp đã bị vũ khí hóa, chính trị hóa và cản trở ông trong nhiệm kỳ đầu. Theo một số đồng minh của Tổng thống đắc cử, ông Trump có sự ngờ vực sâu sắc với GSA xuất phát từ những bất đồng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Sau khi ông Trump đắc cử lần đầu vào năm 2016, GSA đã nộp hàng nghìn thư điện tử của đội ngũ chuyển giao quyền lực cho công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm để điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Robert Mueller. Ông Trump cho rằng số thư điện tử này đã bị thu thập trái phép. Ông Trump cũng mất niềm tin vào Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi nội dung cuộc gọi giữa ông với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trong nhiệm kỳ đầu bị rò rỉ cho truyền thông. Đây được coi là lý do ông Trump đến nay vẫn từ chối làm việc với GSA. Chưa ký thỏa thuận để đội ngũ chuyển giao có thể sử dụng văn phòng, dịch vụ công nghệ thông tin và cơ sở vật chất khác, phía Tổng thống đắc cử cũng chưa ký một bản ghi nhớ chung với Nhà Trắng. Việc trì hoãn này tác động phần nào đến quá trình tiếp nhận quyền lực. Đội ngũ ông Trump không thể tham gia nghe báo cáo về an ninh quốc gia hay đến cơ quan liên bang nhận báo cáo về các chiến dịch, dự án đang triển khai hay sử dụng kênh liên lạc bảo mật. Đây là yếu tố gây lo ngại trong bối cảnh chiến dịch của ông Trump cáo buộc tin tặc Iran tấn công hòm thư điện tử của họ. Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Quyền lực Tổng thống, bà Valerie Smith Boyd nói với ACS rằng mọi thứ đều nằm trong bản ghi nhớ chung với Nhà Trắng. Đây là thỏa thuận giúp họ tiếp cận thông tin từ bất kỳ cơ quan liên bang nào. Ông Trump chưa ký cam kết cũng đồng nghĩa đội ngũ chuyển giao của ông chưa thể tiếp cận 7 triệu đô la Mỹ từ ngân sách liên bang để chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Chi phí tổ chức buổi lễ sẽ do các cá nhân tự đóng góp. Giới chuyên gia cho hay, cách tiếp quản quyền lực phi truyền thống này của ông Trump vẫn nằm trong khuôn khổ quy định pháp luật Mỹ, không vi phạm những điều luật hiếm khi được kích hoạt, nhưng làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch, làm suy yếu quá trình kiểm soát và cân bằng quyền lực, đe dọa an ninh quốc gia. Cựu đại sứ Mỹ tại Bulgaria Eric Rubin gọi cách làm của ông Trump là vượt hàng loạt ranh giới bất thành văn đã tồn tại trong quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống suốt 140 năm, nhưng cũng thừa nhận tổng thống đắc cử có thể tận dụng thực tế là nhiều quy định trong hệ thống chính trị Mỹ không được văn bản hóa. Hiện chưa rõ ông Trump có yêu cầu ứng viên nội các nộp đánh giá đạo đức theo yêu cầu từ văn phòng đạo đức chính phủ hay không. Nếu không, khi các vị trí được Thượng viện phê chuẩn, văn phòng này sẽ không thể đảm bảo họ sẽ thoái vốn khỏi các công ty, tập đoàn có thể gây ra tình trạng xung đột lợi ích. Trong các ứng viên ông Trump lựa chọn, có một số tỷ phú thuộc lĩnh vực tư nhân đang điều hành công ty như đề cử CEO Chris Wright của Liberty Energy làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng hay CEO Howard Lutnick của Cantor Fitzgerald làm Bộ trưởng Bộ Thương mại. Lãnh đạo Văn phòng Đạo đức Chính phủ giai đoạn 2013-2017, ông Walter Schwab nói, xung đột lợi ích khiến họ dễ bị tác động từ bên ngoài, đặc biệt là bởi các cường quốc. Phát ngôn viên đội chuyển giao quyền lực cho biết, các luật sư đại diện của ông Trump và ông James David Vance vẫn tiếp tục trao đổi với đồng nghiệp đại diện chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về tất cả các thỏa thuận liên quan đạo luật chuyển giao quyền lực Tổng thống. Ông Hughes nói, chúng tôi sẽ thông báo khi có quyết định được đưa ra. Tuy nhiên, ông không nêu thời điểm cụ thể.